Trường học, nơi hoàn hảo để học và ăn vặt nữa. Cho tớ một miếng thôi nhá. Thật là hào phóng. Tớ còn đầy thứ để ăn nè. Thấy không? Tớ không hiểu. Cậu mới ăn sách đấy à? Bánh kem vani mà. Cứ tưởng họ đang đọc sách, nhưng mình nghĩ thoáng. Để xem nào. Ngon tuyệt cú mèo luôn. Ai biết mình lại thích toán đến thế chứ? Ăn kẹo nhiều coi chừng bị như anh kế bên nha bạn ơi. Được rồi, vào đi Brian. Em ngồi đây ăn sô-cô-la thật đó hả? Không được ăn uống ở đây nha nhóc. Rằng em sẽ mừng lắm đấy. Mình ghét đi nha khoa là vậy đó. Ừ, tớ mới đến phòng nha khoa xong. Này, cậu có gì ăn không? Làm gì có hả gái? Cậu gặp may rồi đấy bạn Hiền. Gì vậy? Đây là trò thông minh nhất tớ từng biết đấy. Cảm ơn nhiều nhá. Giờ tớ biết tại sao cậu lại ở đây rồi. Tớ đang giúp cậu đấy, trời ạ. Không được ăn kẹo trong một tuần nhé Brian. Kevin, đến lượt em. Chỉ có chị và em thôi, sô-cô-la. Mà thôi. Mấy tuần rồi mình vẫn chưa đi chơi tối luôn à? Xong chưa Chloe ơi? Xem phim á? Rồi nè. Sao cậu chuẩn bị lẩu dữ vậy? Ủa sô-cô-la à hả? Ơi không. Thôi chậm màu khác đi. Gì vậy này trời? Được rồi, thử màu khác xem nào. Đùa hay gì vậy trời? Là sô-cô-la hả ta? Ê, được này, sẽ có tác dụng đấy. Đối với màu này, bạn cần tăm bông đấy. Hãy lấy phần son còn sót lại ra nào. Giờ sạch sẽ rồi đó cả nhà. Nhớ mấy viên kẹo này chứ. Chảy ra rồi này. Sau đó thêm vài giọt phẩm màu. Màu đỏ giống son môi nhất đấy. Giờ lấy một cái que như vậy và trộn thật kỹ lên. Ngon lành, trông hơi bị đẹp đấy nha. Dùng một cây son đã hết rồi. Đổ sô-cô-la vào. Cẩn thận đừng để đổ ra ngoài nhá. Giờ bỏ nó vào ngăn đông. Chuẩn như lê duẩn rồi. Giờ nó nhìn giống son thật dễ sợ. Thông minh nhỉ bà con. Giờ đi xem phim thôi. Ồ, chẳng ai nghi ngờ nổi đâu. Trông như mấy món đồ trang điểm thôi à. Ôi, hãy chờ tớ sẵn sàng cả rồi đây. Đã đến lúc thử nghiệm mẹo của chúng ta rồi. Trông bình thường mà nhỉ. Nhìn nhá, tớ đói quá. Ủa, nhầm rồi. Để tớ thử. Ngược quá đi. Mẹ này phản bội mình rồi. Vào đi cháu. Hay vẽ hả? Trên răng cháu dính gì vậy? Răng từ cháu à? Là máu hay sao ấy? Cô chẳng biết nữa. Ui, chúng ta phải đi thôi. Khiếp. Ăn vụng trong lớp tích thật đó. Miễn là cô không bắt được mình. Tiếng gì vậy nhỉ? Ngon lành. Có em nào ăn kẹo trong lớp phải không vậy? Bắt quả tang nhé. Em biết là không được ăn trong lớp mà. Trời ạ. Chán ghê. Các em làm cô bạc cả đầu mất. Không tin được đứa nào hết. Tôi nói chuyện với cô một chút được không? Các em ngồi ngoan đây nhé.
không biết cô có mời phụ huynh không nữa. Này, hay là mình lấy lại kẹo nhỉ? Hả? Cô có ở đây đâu? Thế cái này không? Gì cơ? Trông giống trên này. Nhìn nè, không thể phân biệt được luôn đó. Cậu thông minh quá đi. Phải nhanh tay lên. Mình sẽ xếp lên để trông như phấn. Và một cho. Cô đang vào kìa. Ok, ai muốn lên bảng nào? Sophia, mời em. Mình chưa bao giờ mong được lên bảng như thế này luôn đó. Cục phấn này đang gọi tên mình nè. Cậu ấy làm được rồi. Sao thế? Ăn hai cục luôn nè. Mình ăn được mấy cục một lần nhỉ? Sophia, đưa đây ngay cho cô. Chà, và thế là hết. Giờ ngồi xuống ngay. Thật luôn đó hả em? Ngon đấy. Chào anh, tụi em vào bể bơi nhé. Dạ, không được mang cái gì vào luôn à? Thế nên thùng rác mới nằm đây đấy em trai. Trời, thế này thì chán chết. Anh ơi, trong bể bơi còn chỗ không ạ? Có nhưng không được mang nước ngọt vào đâu. Cho vào thùng rác đi em gái. Anh bị điên rồi hả? Nghĩ sao mà bắt lãng phí đồ ăn vậy? Cái gì đấy ta? Câu trả lời tự nhiên lại sáng tỏ rồi nè. Đợi tí nhé. Trước tiên là cởi băng đô ra và kéo chút tóc xuống mặt. Đặt lon nước lên trên, cuốn tóc về sau và cài chắc với kẹp tăm. Rồi buộc băng đô lại. Dễ thế nhỉ? Cùng lừa anh bảo vệ nào. Chúc tớ may mắn đi. Chỉ có khăn tắm thôi ạ. Giờ em vào được chưa anh? Có giấu gì trong này không thế? Em còn nói dối anh đâu. Bye bye. Ê, Thomas ơi, cậu đang khát lắm hả? Có vẻ đã đến lúc thích hợp để mở món nước mát lạnh rồi. Cái trò gì mà đỉnh thế? Có chí thì nên thôi ấy mà. Đỉnh cả người luôn. Cho tớ ngụm với. Ừ, được chứ. Uống còn ngon hơn cả bình thường ấy. Cảm ơn nha. Không có gì đâu. Show diễn thời trang này sang chảnh quá đi. Tôi có một quy tắc cho show của tôi thôi. Cấm tất cả các loại kẹo nhé. Vâng ạ, chúng em hiểu rồi. Nghĩa là sô-cô-la cũng bị cấm luôn đó. Cả ghét món ấy. Nếu các em muốn ăn đồ ăn vặt thì hãy chọn cần tây. Vừa lành mạnh vừa ngon nữa. Các em có thể ăn bao nhiêu tùy thích luôn. Tôi rất vui vì các em đã hiểu rõ. Tớ chẳng muốn ăn cần tây tạo nào. Các em muốn chết. Thôi đừng lo vì tớ có kế hoạch này nè. Tớ đã lén mang theo Skittle á. Đây, cho cậu một tí nè. Ahem, tớ đã nói gì về kẹo ấy nhở? Cái này cũng bị cấm luôn nhé. Tôi tịch thu đây. Tớ rất tiếc vì anh ấy tịch thu kẹo của cậu. Cơ mà, xem thử tớ có gì này. Giày á. Nhưng không chỉ là giày bình thường đâu. Cậu dán Skittle trên giày cao gót hả? Thông minh quá đi. Của cậu này, cho cậu màu vàng đó. Tớ biết cậu thích màu này mà. Ngon hơn mấy cây cần tây hăng nồng kia nhiều luôn á. Ý trời, tớ vừa nảy ra ý cực hay. Đợi tớ một tẹo nhé. Vậy là tớ được ăn nhiều Skittle hơn rồi. Ê nhìn này, tớ về rồi nè. Cùng bộ váy áo mới toanh luôn. Wow, cậu dán đầy Skittle lên áo với váy à? Nhìn đẹp phết nhỉ. Ôi không.
anh ấy quay lại rồi, thế nào cũng bị bắt lần nữa cho xem. Có chuyện gì vậy các cô gái, bộ trang phục này không thể tin vào mắt mình nữa. Quá sức lộng lẫy, rực rỡ, một tuyệt tác. Thật ạ, em tự làm ấy ạ. Thật ra anh nghĩ nó ngon lành ấy.